Có thể là tôi chưa hiểu hết con bé Dương, nhưng tôi thật sự là quá sốt ruột. Anh sốt ruột cái gì? Ngay cả đi kiên nhẫn chờ đợi con gái mình mà anh cũng không làm được. Thế thì anh làm bố cái kiểu gì hả? Tôi sốt ruột vì con bé nó quá ngây thơ. Hai người nói là có thể bảo vệ con bé, nhưng hai người bảo vệ bằng cách gì? Hai người có biết bây giờ nó đang quan hệ với ai và bị lợi dụng như thế nào không? Cháu đang bị lợi dụng như thế nào ạ? Con về đây rồi. Tốt quá. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng thẳng thắn với nhau để làm rõ tất cả mọi chuyện. Con ngồi đi. Được ạ. Vốn dĩ cháu cũng muốn dứt khoát một lần. Hôm nay cháu cũng sẽ nói rõ luôn thái độ của cháu để bác đừng nhọc lòng nữa. Cháu xin phép hỏi thẳng. Bác mong muốn gì ở cháu ạ? Bố muốn là bố của con, chăm lo cho con và lo cho con có một tương lai tốt đẹp. Bác là người làm ăn nên chắc chắn cũng sẽ rất rạch ròi. Vậy được ạ. Chúng ta sẽ cùng đàm phán về những thứ gọi là làm bố, gọi là chăm sóc. Được không ạ? Kìa Dương, đây là chuyện ruột thịt máu mủ chứ không phải là ký kết hợp đồng con ạ. Bố, máu mủ thì sao ạ? Máu mủ thì cũng đã có lúc ông ấy không nhận con, không đếm xỉa gì đến mẹ con cơ mà. Tại sao con lại không được quyền từ chối ông ấy? Còn nếu đến cả quyền từ chối con cũng không có, thì mình cùng ngồi xuống thỏa thuận thôi. Nếu vì cái chữ máu mủ mà cứ phải liên quan, thì hãy cho con biết con cần phải làm gì, cần phải có nghĩa vụ gì với người đã cấp bộ gen cho con đi ạ. Dương, con phải hiểu rằng con người không phải lúc nào cũng đúng cả. Con phải nhận thấy rằng là bố con cũng đã có thiện chí chứ. Bố con đã... Vấn đề là con không thấy thiện chí bố. Con chỉ thấy rất phản cảm thôi. Bác có biết vì sao mà cháu thấy rất phản cảm với bác không ạ? Nếu như cháu có thêm một người yêu thương mình thì tại sao cháu lại khước từ? Nhưng mà tình yêu thương của bác luôn đi kèm điều kiện và áp đặt người khác. Hết lần này đến lần khác, bác nói với những người xung quanh cháu, nói với bố mẹ cháu là cháu cần phải đi du học. Thế nếu cháu không đi du học thì là cháu ngu si dốt nát thất bại à? Không có bác vung ra ít tiền thì đời cháu coi như bỏ đi à bác? Tại sao bác lại phủ nhận công sức nuôi nấng của bố mẹ cháu như thế? Bác tự cho mình cái quyền phán xét việc làm của cháu, những mối quan hệ của cháu. Thậm chí là không cho người này người kia quen biết cháu. Bác nghĩ rằng họ quen cháu bởi vì muốn tiếp cận bác. Bác nghĩ bác là ai ạ? Đến bố mẹ cháu nuôi nấng cháu bao nhiêu năm như thế cũng chưa từng ép buộc cấm cản cháu điều gì. Vậy thì tại sao bác, một người xa lạ, tại sao bác lại đòi hỏi cái quyền đấy ạ? Vì bác nghĩ là bác có tiền thì bác có quyền ạ? Thế thì bác đi tìm những người cần tiền cần quyền của bác ấy. Cháu không cần. Dương, bố hiểu rồi. Bố sẽ không ép buộc con nữa. Bố cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con cho đến khi con tự tìm đến bố. Trước khi đi, bố cũng muốn nhắc nhở con, cuộc sống chưa chắc đã phải là những thứ con đang nhìn thấy. Luôn có một sự thật ở phía sau sự thật. Đến một lúc nào đó, con thấy thất vọng, con thấy tan vỡ, hoặc nếu có lúc con thấy đồng tiền có thể giải quyết cho rất nhiều những vấn đề khổ sở, lúc đó con hãy nhớ đến bố.
bố yêu con có thể không đúng như là cách con mong muốn. Nhưng điều đó có đáng trách như vậy không? Có đáng bị phỉ nhổ, đáng bị phủi đi như vậy không? Tôi xin phép.